Hôm nay mình tiếp tục được các bạn tham quan chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày trong khu vực triển lãm. Đây thực sự là một tác phẩm mình có thể gọi là khủng ở trong khu vực này, tại vì chiều cao của tác phẩm phải đến tầng 2m7, 3m đấy ạ. Và cái điều đặc biệt là các cây tán toàn từ 80 cho đến 1m. Cây này sở hữu cỡ khoảng độ tầm 30 bông lớn nhỏ khác nhau. Đặc biệt là cây tán trên cùng cỡ khoảng độ 1m2. Cây này sở hữu một bộ đế mình nghĩ phải đến hơn một người ôm. Một tác phẩm xuất sắc được trưng bày ở khu vực trung tâm. Vâng, qua màn hình thì các bạn có thể hình dung được độ lớn của tác phẩm. Đặc biệt là trong quá trình các bạn quan sát cái phần đế dễ thì các bạn có thể hình dung được cái sự già nua của tác phẩm này. Có lẽ mình sẽ đưa các bạn xem qua về các tầng tay tán của tác phẩm một chút. Đây là dàn nhá. Tất cả đều mốc xanh hết rồi. Sự mốc meo của phần thân gốc thể hiện sự già lua của tác phẩm. Vâng, một tác phẩm thật sự là lớn và ấn tượng nhất trong khu vực trưng bày. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Thank you.